Ford Territory đã trở thành một mẫu xe bán chạy trong nước kể từ khi nó được giới thiệu, ở đây vào năm 2020. Thế hệ thứ hai đã cập bến đây vào năm 2023 và kể từ đó, sự hiện diện của nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn ở Philippines. Philippines là thị trường đầu tiên, tại khu vực Đông Nam Á được hãng xe Mỹ cho ra mắt Ford Territory Sport 2024. Đây là bản với những trang bị tăng thêm, chứ chưa được gọi là bản nâng cấp facelift của mẫu xe này. Ford Territory Sport được định vị là biến thể cao cấp nhất của dòng tên này tại thị trường Philippines. Phát triển dựa trên bản For Territory Titanium X, phiên bản sport mới nhận được những nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, với nhiều điểm nhấn màu đen giúp chiếc xe trông thể thao và tinh tế hơn. Đầu tiên là ngoại thất, For Territory Sport 2024 sở hữu ngoại thất với những điểm nhấn khác biệt. Những chi tiết như tấm ốp, ốp gương chiếu hậu, tấm chống trượt, viền đèn sương mù, thanh dây trên giá nóc, mâm xe hợp kim cùng huy hiệu Territory ở phía sau được sơn đen, tạo nên sự cá tính và hiện đại cho xe. Thiết kế này giúp chiếc xe trông thể thao và cao cấp hơn. Bước vào bên trong, khoang cabin của Territory Sport 2024 nổi bật với ghế ngồi và bảng điều khiển trung tâm được phối hợp hai tông màu. Những chi tiết bên trong xe chủ yếu sử dụng tông màu đen, nhưng được điểm xuyết bằng các đường viền màu trắng tinh tế, tạo độ tương phản bắt mắt. Đi cùng với đó là những chi tiết trang trí màu cam cyber orange, mang đến sự cá tính cho khoang nội thất. Ghế ngồi được bọc ra đục lỗ cao cấp, mang đến cảm giác thoải mái và thoáng mát cho người dùng những tấm ốp viền cửa và bảng điều khiển cũng được bọc ra. Phần lớn các chi tiết bên trong xe đều có màu đen, nhưng cũng có những đường viền màu trắng để tạo độ tương phản. Các đường khâu và chi tiết trang trí màu cam cyber orange càng làm khoang cabin của xe thêm sinh động. Về trang bị an toàn, Ford Territory Sport 2024 sở hữu các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến như camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo có phương tiện cắt ngang phía sau hệ thống phanh khẩn cấp tự động cũng như hỗ trợ đỗ xe chủ động. Trái tim là khối động cơ EcoBoost 1.5 lít có công suất 158 mã lực và mô men xoắn cực đại 248 Nm. Đi cùng với hộp số ly hợp kép 7 cấp, xe có 4 chế độ lái, Eco, Sport, Normal và Mountain. Tại thị trường Philippines, giá xe Ford Territory Sport 2024 đang được bán ra từ 720 triệu. Dự đoán, mẫu xe này cũng sẽ sớm về Việt Nam trong năm nay. Trong khi đó tháng 4 vừa qua, ở Việt Nam hãng Ford chỉ bán được 449 chiếc Territory sau đã được điều chỉnh giá bán, trong tháng 4 xuống còn từ 799 đến 929 triệu. So với giá bán cũ, mẫu xe này rẻ hơn từ 20 đến 25 triệu. Trong tháng 5 này, Ford Territory chẳng những giữ nguyên giá ưu đãi, mà còn được tặng thêm 2 năm bảo hành mở rộng, và 2 năm bảo dưỡng định kỳ chọn gói trị giá 30 triệu cho cả 3 phiên bản.